Chà, đứng biến về à, khó chịu dở mày. À, được rồi, tóc biến ra thảy vô trụ luôn. Giật mình rồi, hết hồn rồi em ơi, hết hồn rồi. Trời ơi, tại sao tôi có thể có một cái kế sách ghê gớm đến như vậy nha. Rồi nè, cái tóc biến ma thuật của tôi hồi nè, tôi sẽ tóc biến nhẹ nhẹ lên. Rồi sau đó tôi sẽ hát vô anh lần nữa. Chuẩn bị tinh thần, hát mày đa đằng sau nè mày. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi anh em à. Chà, trẻ con trai này khó chịu dữ lắm rồi phải không? Sao mà không khó chịu được quá, tôi chơi tôi còn khó chịu mà không lẽ anh trai không khó chịu? Chưa đâu, còn nữa, tóc biến ma thuật của tôi mới hồi đây nè. Để tôi hát anh coi. Quay cha, anh đi hơi sâu anh em à, hát ngược rồi, không sao, vẫn rất chi là khó chịu đó mà. À mà quên nữa anh em à, anh em có cần ạt với skin tóc chiến thì tôi có nha anh em ơi, cảm ơn anh em rất nhiều. So thank you. Rồi, ok, tới thời điểm hiện tại là tôi lại có tóc biến ma thuật rồi. Tôi đang muốn âm mưu, ấy anh tóc biến trước tôi nữa, quà wow, gạch đem nhưng mà không sao, tôi vẫn hất anh qua được, trụ vẫn nhém anh được một viên nghe. Sao cay dữ vậy trời, hộ cay quá nuôi phải anh ơi, tôi thoát game luôn á chứ tôi ngồi đi chơi làm gì hoài, thiệt tình chứ. Rồi thế giờ tôi lên cái mặt nạ đỏ đây để một lát tôi xả độc cho nó khó chịu nha anh em ơi. Dạ xa, chắc chắn là phải như vậy rồi, và tôi còn dư miếng tiền tôi lên cái giáp khép gai, giày giáp dày thép gai. Anh Darius gặp lại tôi dường như là mắt dương niệm đau, tôi tóc biến lên hất anh ra đằng sau và sau đó là xả độc chạy vòng vòng. Lúc này là chưa tới cái tầm trụ cho nên là anh đánh tôi liên tục, đó là số quyết đâm đến từ vị trí của anh Darius, và anh tính càng vô trụ, anh càng vô trụ thử coi, anh càng vô thử coi. Ui cha, anh chờ tôi một chút xíu, tôi có tóc biến ma thuật rồi đây nè. Wow, cha khó chịu dữ lắm nha, đâu rồi, đây rồi, tóc biến hất vô trụ và đó là một viên trụ khó chịu vô cùng đến từ vị trí của tôi, nhưng mà tôi hết mana rồi anh em à. Ây cha, khó chịu nữa. Nhưng mà sau cái pha đó thì anh đi về. Ok, đi về thì chúng ta lại có cơ hội. Chúng ta lại có cơ hội nha. Khó chịu dữ lắm rồi, mà nói không được đây nè. Về có nhiêu lên nhiêu nha em ơi. Có nhiêu tiền lên nhiêu đồ. Rồi. Gặp lại tôi mắt anh Dương niềm đau nữa nè. Tôi tóc biến ma thuật lên. Anh đi gần là tôi kéo anh vô liền luôn á. Thảy anh vô chứ. Đây. Trời ơi, anh không có lú vô để tôi hãy anh vô vậy trơn á. Tôi cả hãy vậy mà anh không vô. Xí nhục thật sự. Rồi, đợi một chút đi, tôi còn tóc biến bình thường nè. À, đứng gần rồi đó. Đây, vô cái tầm hơi gần rồi đó, anh trai Darius à. Đây, anh kéo tôi rồi, quả trưởng này chứ. Tôi hất anh xong rồi tôi chạy liên tục nha anh em ơi. Bây giờ anh theo anh thử độc tôi thôi. Đó, và xa quá tuyệt vời luôn. Và sau khi anh bữa xong thì anh nằm xuống luôn anh em à. Cay, cay lắm anh em à. Darius tối về mở nồi cơm thấy xinh à. Ok, anh em thấy thích video nhớ để lại cho tôi một follow và một đăng ký nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. So thank you.